các loại hạt bằng tên tiếng anh hạt gì đây hạt gì đây hạt điều hạt điều tên tiếng anh đọc là cashew cashew hạt gì đây hạt mắc ca hạt mắc ca tên tiếng anh đọc là macadamia macadamia hạt gì đây hạnh nhân hạnh nhân tên tiếng anh đọc là almond Almond Hạt gì đây? Hạt rẻ Hạt rẻ Tên tiếng Anh đọc là Chestnut Chestnut Hạt gì đây? Hạt rẻ cưới. Hạt rẻ cưới. Tên tiếng Anh đọc là Pistachio. Pistachio. Hạt gì đây? hạt phỉ hạt phỉ tên tiếng anh đọc là hazelnut hazelnut hạt gì đây đậu phộng đậu phộng Tên tiếng Anh đọc là peanut peanut Hạt gì đây? Hạt óc chó. Hạt óc chó tên tiếng anh đọc là walnut walnut hạt gì đây hạt sen hạt sen tên tiếng anh đọc là lotus seed lotus seed hạt gì đây hạt dưa hạt dưa tên tiếng anh đọc là melon seed melon seed hạt gì đây hạt bí hạt bí tên tiếng anh đọc là pumpkin seed pumpkin seed hạt gì đây hạt hướng dương hạt hướng dương tên tiếng anh đọc là sunflower seed sunflower seed hạt gì đây Yến mạch. Yến mạch. Tên tiếng Anh đọc là Oats. Oats.